Ok anh em, mình hướng dẫn anh em cái cách lắp cái cục pin cho cái bốc D11. Và cái bốc D11 này do mình vận chuyển bằng cái đường hàng không cho nên không thể mang theo pin được. Vì vậy mình yêu cầu bên phía đối tác từ Trung Quốc họ gỡ pin ra trước khi gửi. Thì bây giờ pin nó về sau anh em cần thì inbox để mình gửi pin nhé. Đây anh em tự lắp. Ok, thì cái pin này lắp rất là đơn giản. Cái việc đầu tiên đấy, mình sẽ dán cái cục pin vào này, dán vào ngay cái lỗ đó, và mình hàn chân pin vào. Thì nó đây nó chỉ có hai chân, chân âm chân dương thôi. Mình sẽ xi một miếng chi vào. Anh em cứ hàn đúng nhá, dây màu đen hàn vào cái chân trừ, nó có dấu trên đây, dấu trừ dấu cộng đó, trừ này, dây màu đỏ hàn vào dấu cộng. Chạy nhá, và anh em lắp lại này. Thì đây nó có cái ngàm, nó giống như cái máy trắng đen thôi, mình chỉ cần mở cái ngàm thôi nó lên. Ok, xong.